is broken can be reforged. Trận này mình đánh test thử sách phép nha. Test thử cái phép bổ trợ sách phép của có giữ không? Giữ thì muốn chơi, không giữ thì thôi. Cứ à. Mất chưa quay à, mất chưa quay à. Đổi beo sao, đổi beo sao. An enemy has been slain. Ủa sao không xài được? Má không xài được ta? Ủa đâu xài được liền hả? Vai. À không đổi được liền đúng không? Cái nào cũng vậy đúng không? Xài xong rồi đổi qua cái khác nhưng mà phải nó sẽ. Nope. Nó chết rồi, mẹ chó hụt. Trời ơi, mình trời ơi. Revenge sắp phép là nó vậy đó, nhưng mà chỉ đổi được hai lần thôi. Nói chung là cũng không có dữ lắm. Nhưng mà nếu mà Revenge cầm bên cái nhánh cảm hứng á, đầu game hình như bị thiếu đam thì bạn. Nó cho tốc đánh, không có cho đam. Ê lát còn đổi được nữa không vậy? Ê lát không đổi được nữa mới tốc biến. Revenge không có tốc biến mà phế vật. Núp nó mới giữ. Alo lô kêu tao vứt núp. Má móc thiệt rồi. Đéo có tóc biến. Mẹ. Tao tóc biến đi. Ôi mẹ đúng xui luôn. Thề. Xong rồi. Mày. Mọi thằng ra chết.
chết thì cũng lành mà. Trời ơi. Quá mèo. Ồ, đẹp bản này đâu, bản này nè. Thiệt sự là nó hay. Nó hay cái giai đoạn mà đi đường thôi chứ thì vấn đề mà gánh tim với cái bản này là khó.